Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là thứ hai, 6 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 75 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa mời quý vị và các bạn hãy nghe một bài nhạc, đó là Bầy chó hoang của lũ cộng sản. Chào mọi người nha. Cho chưa đúng một bầy ngông của một lũ chài hoeo cùng bố tán tràn lan gieo rắc kinh hoàng khắp nơi mỗi bài này còn nguy hơn thiên tai cho vàng cho xanh cho đen cho đúng chợ nan tàn đâu xót hung hăng ưng hiến dân tình lầm than hiếm án hơn loài soi lan tai họa này cho dân. Chào mọi người. Lisa kính chào tất cả mọi người, mọi người đến với chương trình. Okay. Trước khi vào chương trình thì Lisa xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã gửi quà cho Lisa. Để coi cái đây là gì. Đây là một cái bản đồ Việt Nam có hình cờ vàng ba sọc đỏ của một người gửi tặng cho Lisa. Lisa gửi lời cảm ơn luôn. Lắc cờ vàng ba sọc đỏ rất là đẹp. Xin gửi lời cảm ơn đến với anh. Vấn đề là Hồ nha. Anh Hồ Đức ở tại vị trí nhà. Dạ, cảm ơn anh đã gửi tặng cho Lisa một bức tranh Lisa rất là thích. Hai Lisa, anh chúc Lisa sức khỏe dồi dào và bình an để tiếp tục cống hiến chương trình khai dân trí cho người dân Việt Nam nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Anh hy vọng món quà này nói lên đồng cảm và đồng tâm cho chương trình khai dân trí. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cái bản đồ rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đây là bản đồ Việt Nam Bắc, Trung và Nam, hình cờ vàng ba sọc đỏ. Rồi Lisa cảm ơn bạn áo tại vấn đề là kêu bạn sang đi Eagle đã vấn đề là ship cho Lisa tặng cho Lisa một con gấu tội nghiệp lắm, gọi order một cái chậu bông bông thật đó nha, rất là đẹp, tặng cho Lisa.
Rất là cảm ơn. Bởi vì một tuần lễ Lisa mới lấy thơ một lần, bận rộn dữ lắm. Cho nên sẵn nói luôn, cảm ơn bạn Alexander ở tại vị trí nhà đã gửi cho Lisa một hộp quà. Trong đây là cái áo lạnh và những cái đồ để mà dụng cụ xài. Lisa xin cảm ơn quà bạn luôn nha. Và Lisa cũng cảm ơn bạn, vấn đề là ở tại bạn Hiếu, bạn Hạnh Kiều, bạn Hạnh Kiều Lê ở tại Florida, Bosco đã tặng chi phiếu cho Lisa 200 đô. Chị Lisa thương mến, em rất ủng hộ việc chị đang làm, em tặng chị 200 đô la để ủng hộ tinh thần chị, của dân của nước. Cảm ơn em, Hạnh Kiều Lê nha. Rồi, cảm ơn anh Trần ở tại vấn đề là kêu bằng là Oklahoma, nhưng này là cũng tặng cho Lisa ở tại vấn đề là Tolas Oklahoma, tặng cho Lisa một chi phiếu cũng là 200. Và cảm ơn em Hiếu, em Hiếu tặng cho Lisa 50 đô, vấn đề là kêu bằng là Hiếu, em Hiếu Nguyễn ở tại vấn đề là Louisiana. Xin cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các em đã vấn đề là gửi, mà vấn đề là tặng cho chị để ủng hộ chương trình. Bây giờ Lisa trở lại chương trình. Lisa nhận được những cái tin tức ở đây. Thứ nhất là cái anh mà mặc cái quân phục Việt Nam Cộng Hòa vào cái ngày 5 Tây tháng 3 ra nhà thờ Đức Bà để mà biểu tình bất bạo động ở ngoài ngoại, đã bị cái lũ Tàu Cộng, cái lũ trật tự Tàu Cộng nó lôi vô và nghe chỉ thị của thằng chó đẻ đảng đỉ, cho nên quánh anh này rách mẹ đi cái cổ họng, đang nằm ở bệnh viện không biết chết sống như thế nào. Chị đã gửi những cái thông tin này cho vấn đề là nhân quyền, cũng như là vấn đề là kêu bằng hiện giờ tình trạng người ta như thế nào. Chị cũng đang vấn đề là báo động. Chị mong rằng tất cả những người ở tại Việt Nam cũng liên lạc với nhân quyền, cũng như là những cái số điện thoại mà của vấn đề là tòa đại sứ. Và chị biết được là một số người sau khi mà đi vào vấn đề là kêu bằng tao đàn, sau khi bị đánh đập ở trong đó rồi, thì bắt đầu là kêu bằng đó là nó thả ra. Nhưng mà một cái điều mà khốn nạn đó là nó khi nó thả ra thì nó lục, nó lấy hết tiền bạc của người ta. Chị nghe kể điện thoại nó cũng lấy, thậm chí trong mình của một đứa con nít nhỏ nó cũng đi lục ra, nó lấy tiền luôn. Rồi cái mắt kiếm người ta nó cũng lấy nữa. Các bạn thấy một cái chế độ khốn nạn như vậy mà các bạn còn sợ sệt gì nữa. Mục tiêu của nó là nó muốn đánh những người biểu tình bất bạo động này để răn đe cho họ sợ mà từ đây về sau đừng đi biểu tình bất bạo động nữa. Cũng có một số người giả bộ vào rồi bắt đầu nói rằng là trời ơi, ngày xưa tôi cũng là người từng đấu tranh bất bạo động, tôi cũng là người từng kêu gọi 200-300 người xuống đường, nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi đi ra đường tôi biểu tình không ai được gì hết trơn, cho nên thôi giờ cứ để mẹ cho Tàu vô đi, cho đảng vô, nó làm gì nó làm, mình giờ có gia đình rồi cứ yên thân đi. Đó là những cái luận điệu mà muốn làm cho các em vấn đề là kêu bằng là thụ động, không cứu nước Việt Nam. Bây giờ cái đám trật tự này là những thằng Tàu trá hình vô rồi, thì chỉ phát động phong trào không biểu tình bất bạo động, thì chúng ta chia thành 5, thành 10 nhóm để mà bắt đầu là tấn công, để mà vấn đề là gặp thằng trật tự nào là chép chết mẹ thằng trật tự đó để trả thù. Nó cướp tiền, nó cướp điện thoại và nó đánh mình nha. Có những người vào trong đây nói với chị, trời ơi chị ơi, chị ơi, gia đình của em bây giờ bị bắt rồi, giờ không biết giờ sao, cứu giùm chị ơi, cứu giùm chị ơi. Các em sợ quá như vậy, bởi vậy mà cho nên cái thằng đảng đỉ, cái thằng Tàu Cẩm nó mới dễ bề, để mà vấn đề là nó hù dọa các em thôi. Bây giờ mọi người được thả ra rồi, đang làm đơn để mà kiện lại coi nó xử như thế nào. Chị là một người Việt kiều Mỹ, chị ở trên nhung lụa, nhưng mà khi chị về tới Việt Nam, nó giam chị vô trong B-34, 7 tháng trời mà chị còn không sợ, thả chị ra chị còn không thèm đéo ra luôn, chị ngồi ở trong tù, như vậy nó mới sợ mình. Còn bây giờ nó mới đưa vào tao đạn là nhảy dựng lên la làng với chị, nhưng mà chị đã nói rồi, từ từ rốt cuộc nó cũng thả thôi, bởi chị biết cái đặng địa này nó không bao giờ nó nhốt những cái người như vậy.
Các em không làm gì chỉ có đi biểu tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam thì làm gì mà nó phải giết. Chẳng qua nó hù dọa, nó đánh đập, nhưng mà càng đánh đập thì rèn cho các em một cái sự cứng rắn, một cái sự gan dạ, một trái tim bằng thép. Chị mong cho nó nhốt một ngày, 10 ngày. Nhưng mà các em thấy nó có nhốt không? Bây giờ chị nghe nói rằng bây giờ nó đưa mọi người ở vườn Tao Đàn, một số người nó đưa về vấn đề là trên đường Nơ Trang Long. Mà ở cái chỗ mà vấn đề là kêu bằng là trung tâm hỗ trợ xã hội ở trên đường Nơ Trang Long này, đây là một cái khu dân cư Bình Lợi, là một trại giam người bất đồng chính kiến trá hình. Nó đưa người ta vào trong đó, nó để một ngày, hai ngày như vậy đó. Hai tháng này trong trung tâm đó còn là nơi cho học tiếng Việt, và khoảng 200 thằng tàu cộng của đội trật tự đi vào trong đó để học tiếng Việt Nam, để đi ra ngoài để mà đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam. Các em ở Việt Nam và các bạn phải nên nhớ như vậy. Bọn nó thường vào cái nơi này để mà học tiếng Việt Nam và hát những cái bài nhạc, bài hát cộng sản ở trong đó. Ngay bên cạnh đó là một ký túc xá rẻ để cho sinh viên ở. Trong ký túc xá đó có hơn 50% là cái bọn tàu cộng ở chui ở trong đó không. Bởi vì nó cố tình nó đưa người Việt đi ra làm xuất khẩu lao động. Nhưng này là làm cu li, làm ô xin để nó ào ạt, nó đưa thằng tàu vào. Nó đưa cái lũ tàu cộng vào để mà đè đầu cởi cổ người con dân Việt Nam mà thôi. Cho nên một số người ở đây, nếu mà người nào mà chưa có thả ra, tại vì chị nhận cái tin này là ngày hôm qua, cho nên sẵn đây chị đọc lên chương trình luôn. Nếu ra rồi thì thôi, còn chưa ra thì mọi người cũng nên biết là chị rất là quan tâm nha. Trần Thị Kim Cương, Trần Đình Châu ở Long Bình, Đồng Nai, Nguyễn Minh Ơn và Vũ Thị Kim, Vũ Thị Kim, vấn đề là kêu bằng là Kim Tựa. Chị có ghi đâu đó đàng hoàng ở đây hết trơn để cho các em thấy nha. Cho nên cái lũ mặt chó đẻ này, cái lũ trật tự này, các em phải hành động với nó cho chị. Ngày hôm qua có người vô cho chị hay một cái tin, chị rất là vui mừng. Bởi vì ngày hôm qua chị kêu gọi mọi người 2 giờ sáng chặn quốc lộ 1, phá những cái chòi. Nó huy động cha con của nó không ăn ngủ mẹ gì, hôm qua ngày chủ nhật nó bỏ mẹ chơi gái luôn, nó chơi vợ nó. Nó phải bắt buộc nghe lệnh là đi ra túc trực ở ngoài xa lộ, đứng đường mẹ ở ngoài xa lộ. Vậy đâu chuyện gì xảy ra ở ngoài xa lộ đâu. Chị ngồi chị cười. Tao chị sẽ tung lên 1000 cái tin vậy đó. Bây giờ là Dương Đông kích tay như vậy đó. Bây giờ biểu tình bất bạo động, tụi bay đánh đập phải không? Tụi bay cho lũ trật tự, cho lũ tàu cộng trà trộn đánh đập thì tao chơi du kích. Tao sẽ kêu gọi mọi người ở Việt Nam thành lập 5 người, 7 người, 3 người. Có điều kiện là các bạn cứ việc trả thù, đốt sạch, phá sạch và giết sạch cho Lisa. Nha, những con đường mà nó đang làm thì giả bộ cầm cuốc ra, không có ai cuốc mẹ cái đường lên cho ổ gà ổ chó lên để cho xe chạy lật mẹ nó thành hàng dài cho Lisa. Trên đường không có ai cầm bơm xăng bắt đầu để bánh xe đổ xăng lên đốt cho nó cháy ở ngoài xa lộ để cho tắt nhãn xe cho Lisa. Dây điện ở Việt Nam chằng chịt như là tổ giác nhện, nhúc nùi dẻ vô trong xăng liệm mẹ lên rồi cầm lửa tung lên cho nó cháy mẹ nó, dây điện nổ đùng hết cho vấn đề là kêu bằng là trả thù để mà nó lục tiền của mọi người cho Lisa. Nhà cửa của những thằng trật tự nào mà đánh đập những người biểu tình mà giật điện thoại mà mất dạy tìm ra được rồi thảy bơm xăng vô cho cháy chết mẹ cho Lisa. Ống nước, đường điện, đường gì đập phá tan tành hết cho Lisa. Hãng xưởng của tàu cộng diệt trừ luôn. Nhà máy giấy ở tại Hậu Giang, mọi người cầm bơm xăng phóng mẹ vô nhà máy giấy luôn. Coi tụi bay chơi nổi không? Bây giờ biểu tình mà bây giờ biểu tình bất bạo động nó làm như vậy thì phải hành động để cho nó thấy được rằng mày đừng tưởng đâu là người dân Việt Nam phải cúi đầu để mà để cho cái lũ tàu cặm qua đánh đập người dân như vậy. Formosa mà không rời khỏi ở đất nước Việt Nam thì các bạn phải hành động cho Lisa. Không có nói nhiều nữa.
các bạn nghe lời của một cái vấn đề là người ở tại Việt Nam, người dân chất phát ở tại Việt Nam đi nè, để mà các bạn thấy được cái sự căm phẫn cái chế độ đảng này. Nói luôn đó, ngầu chưa, người dân Việt Nam mà nghe lời của chị bây giờ bắt lo nói luôn, đéo sợ mẹ gì nữa. Tố cáo đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tội đồ, đúng, yêu màu đi ra khỏi nhà lãnh vực của tôi, đi vô nhà tôi làm gì? Người dân vẫn là chất phát, mặc một cái bộ bồ đồ bà ba đen mà bắt đầu là người ta quá phẫn nộ, người ta phải vấn đề là lên tiếng như vậy đó, các bạn thấy rõ hay không? Các bạn nên nhớ kỹ rằng chúng ta vấn đề là bây giờ là phải hành động, bây giờ người dân đàng hoàng, người dân vấn đề là kêu bằng đó là hả, không có vấn đề là kêu bằng đó là hả, bạo động, mà bây giờ nó đánh đập, nó chụp mũ như vậy thì chúng ta chả cần phải lịch sự với cái lũ tàu cộng nữa. Bây giờ ngày hôm nay ở tại chợ Thanh Bình, Đồng Tháp, quần xì áo vú phụ nữ mà nó cũng chạy tới nó lấy luôn. Tại sao bà con ở tại Đồng Tháp không chịu phóng hỏa, không chịu phá hoại cho Lisa? Đã đến nước này rồi là toàn dân phải đứng lên để cứu lấy bản thân của mình. Phải đốt sạch, phải phá sạch, phải giết sạch cho Lisa. Axit đậm đặc đâu không tạt vô mặt của mấy thằng chó đẻ mà đi đến chợ mà hốt đồ. Những thằng trật tự mà đi đến dẹp lầm lề đường, hốt đồ, liệm đồ của bà con là những thằng tàu cộng không đó. Cho nên người Việt không bao giờ tàn nhẫn với người Việt như vậy. Qua cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3, các bạn thấy rõ ràng rằng là những thằng trật tự đây là những thằng tàu cẩm, cho nên phải dùng axit tạt vào mặt nó, phải dùng cây đập cho chết mẹ nó, dùng dao mà đâm vào cái nách trái nó cho lọt tim, đâm vào cuốn họng của nó, mặt khác là phá hoại toàn bộ những cơ sở nào của thằng tàu cộng ở tại Việt Nam, và đồng thời những thằng chó đẻ nào mà công an mà cảnh sát cơ động cũng bạo động, cũng giết chết con gái mẹ nó luôn, phải giật sập chế độ đảng cộng sản Việt Nam. Bởi thằng chó đẻ đảng cộng sản Việt Nam bây giờ nó là tay sai của thằng tàu cộng, cho nên bây giờ chúng ta phải, mục tiêu của người dân Việt Nam bây giờ nó rất là nặng nề, các bạn phải nên vấn đề là làm cảm tử quân cho Lisa. Bây giờ chúng ta đánh thẳng thì chúng ta không đánh được nó, thì chúng ta đánh lép, chúng ta chơi du kích để mà chúng ta đập nó, không có gì mà phải run sợ nữa trơn á. Cho nên Lisa vấn đề là mong rằng mọi người dân ở Việt Nam phải vấn đề làm mạnh mẽ lên. Đến cái mức độ này, tàu cộng đang ở trong đất nước Việt Nam như vậy rồi là phải hành động cho Lisa, phải đập chết mẹ ngay tại chỗ cho Lisa. Con chó nào trật tự mà lãng quảng đi ra ngoài chợ mà lượt đồ của người ta, cầm dao thẻo lỗ tai nó, mọi người không có thờ ơ mà đứng nhìn nữa nha. Mọi người vấn đề là kêu bằng đó là không có đứng nhìn nữa cho Lisa. Lisa muốn thấy được những con chó này, những con chó trật tự này nó phải chết, để coi coi vấn đề là phải làm để cho thằng tàu cẩm nó biết rằng sức mạnh của người dân như thế nào. Bây giờ nó vô nó đánh tới người dân ở Bình Thuận, nó cướp tới người dân có ở tại Đồng Tháp,
mà các bạn vẫn còn ngồi đó các bạn làm thinh hay sao? Bây giờ các bạn coi nè, chào chị Lisa, hôm qua mẹ em đi biểu tình đã tiếp cận được chỉ đạo ngày hôm qua rồi đó chị. Chị coi cái cô này, cô nói tới tên chị nè, cô nào nói tên chị đâu? Tao cô nào? Tao chết mẹ nó liền. Đúng. Có mẹ mày đi công an á. Mặc cái bộ đồ mặc đẹp ra. Này, giỡn cái. Cái con chó đẻ. Cái nhà đó nó mày giáo không? Mày giáo không? Tao lộn quá, mày giáo không? Mày ngon mà cho tao số điện thoại đi. Tao nói cho tao chết mẹ mày đi. Tối nay tao đốt nhà rồi đi, mày giáo không? Nhìn thằng này. Con đĩ khỏe con trai mày không dạy mày. Mày chết với thằng chó đẻ. Cái mặt mày sáng sủa quá. Người ta té xuống rồi. Mà mấy chục tao nhào vô đá dưới mặt người ta. Hỏi mày sẽ khốn nạn không? Mà anh hùng gì? Hả? Đúng. Thằng chó đẻ. Cái mặt mày nhìn mày giáo không? Nó đặng với tao giáo không? Mày giáo không? Chánh xe còn chỗ không? Tao lên. Chánh xe còn chỗ tao lên. Chứ chó đẻ chứ. Tà ác lắm. Nó cũng biết. Mày hỏi nó cũng biết hả? Mày hỏi nó ông Đạo Quân Minh là Đạo Minh Quân là ai? Mày hỏi đi xóa phạm là ai? Hả? Mày hỏi Đại Cộng sản thì tối giờ mày thấy Đạo nói cho mày nghe. Mày nói hả? Mày nói đâu biết gì à? Nó không thấy rồi chứ nó không biết. Ngày nó tao dẫn nó đi để cho nó thấy rằng tụi khốn nạn tụi bay đánh đập người dân như vậy. Tụi nó không có lật đổ chế độ, tao không nói đến chế độ của tụi bay. Tụi bay chế độ tụi bay để cho người Mỹ tới tụi bay. Đó. Chứ mà tụi tao, người dân không làm gì hết. Chỉ đòi nó phá nước ta, phá khỏi Việt Nam. Để gì nó hoạch hành trên đất nước tao. Không, nó thả thải ra. Tại vì người dân ta chỉ yêu cầu như vậy thôi. Thì tới giờ ta chưa nói đến chế độ tụi mày. Chưa nói đến. Chế độ tụi mày để cho trời đất tính. Để cho người nào có vì hành tinh hả? Để cho Mỹ đổ con đi đầu tụi mày. Mẹ mày luôn. Dạ không, nè, chưa dạ không đích nè. Mày dạ không, tao không có gì đi cho. Tao cũng không phải là tao lại làm để cho nổi bọn tao không muốn. Nhưng mà tao phải làm một lần. Nhưng mà tao thấy rằng sức tao không có, người dân không đứng lên nhiều. Tao vẫn thấy đau lòng. Bao nhiêu người ta nó lôi lên. Nó lôi nó thôi những cái một đáp như vậy. Nó một đánh người ta. Ừ chị lúc đó tao phải thủ được cái tay tao quốc vô đầu nó. Đánh cái bàn tay về tay tôi. Đúng rồi, đau quá. Tao giữ nó không ý nghĩa gì hết. Từ thằng chó đẻ, chỉ huy nó luôn. Có thằng thằng ba, tao đó, biết rõ luôn cái mặt nó. Rồi, mày, anh là là chỉ huy của nó không? Thằng chó đẻ nó rụ mẹ tôi kìa. Tại sao nó rụ mẹ tôi? Chế độ của mấy khốn nạn văn minh văn quá. Chứ con người già là rụ mẹ. Vậy rụ đĩ mẹ mày á. Đĩ mẹ là không dạy mày để cho mày sai đường lạc lối á. Tụi chó đẻ của anh cướp luôn á. Đúng. Chửi như vậy đó. Chửi thẳng mấy thằng chó đẻ này. Nó không phải ăn cướp Trung Quốc đâu. Mà những thằng chó đẻ trật tự đó, nó là thằng Tàu Cộng. Cho nên phải giết chết mẹ nó. Cô nói đúng. Phải giết chết mẹ nó cho cô Lisa. Từ đây về sau, ở tại Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam buôn bán ở vỉa hè hoặc là ở trong chợ, gặp cái lũ mà trật tự đô thị này là phải nên nhớ kỹ đây là thằng Tàu, nghe lời của Lisa phải giết chết mẹ nó ngay, không để cho nó tiếp tục mà nó đàn áp người dân mình nữa. Sự việc đau lòng mà ngài vấn đề là kêu bằng là các bạn thấy rõ ràng là bởi vì người dân Việt Nam không có tinh thần đoàn kết. Chỉ cần người dân có tinh thần đoàn kết thì kể như là sẽ thành công vượt bậc. Tại sao mà Đảng Cộng sản không dám đem hình thằng chó đẻ Hồ Chí Minh qua bên hải ngoại này? 196 nước không dám để hình của thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh. Bởi vì những người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở bên đây, họ đoàn kết thành một sức mạnh. Cho nên Cộng sản rất là run sợ khi mà chúng ta tạo thành một sức mạnh. Lisa kể cho các bạn ở Việt Nam nghe, thằng chó đẻ trần trường ở tại California, nó treo hình thằng Hồ Chí Minh với cái cờ ở trong tiệm của nó. Cộng đồng người Việt Nam bên đây người ta tôn trọng luật pháp cho nên người ta không vào đập vô mặt nó. Nhưng mà những anh em giang hồ ban đêm âm thầm leo lên building trổ nóc nhà xuống để mà bắt đầu là điều tra ra, chụp những cái băng video nó quay lậu để mà trình ra ngoài. Thế là nó đã bị vấn đề là kêu bằng là về tội criminal, tức là phạm luật, là
sang truyền băng lậu, rồi từ cái cớ đó mà dẹp luôn cái hình của thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh và dẹp luôn cái cờ chó đẻ máu tháng, tức là cờ đỏ sao vàng ở tỉnh Phúc Kiến. Các bạn thấy không? Cho nên những cái luận điệu ở Việt Nam nói rằng là người Việt ở hải ngoại này chỉ có đắp xúi người dân Việt Nam thôi này kia kia nọ. Lisa xin thưa với mọi người dân Việt Nam rằng những người Việt Nam mà tị nạn cộng sản ở bên đây, người ta có một cuộc sống rất là đầy đủ giống như Lisa. Lisa ngồi làm một bà chủ, có khách tiền vô đàng hoàng. Không có khách, Lisa ngồi đây dành thời gian để mà đưa tiếng nói của mình phải thức khuya dậy sớm để mà góp lửa về Việt Nam cho các bạn. Những người Việt ở bên hải ngoại này không ai có một cái gì để mà lợi riêng hết. Đấu tranh chống cộng ở bên đây là người ta góp lửa vào, người ta dùng tiếng nói để mà người ta lên án chế độ cộng sản. Sở dĩ nó không giết những người đấu tranh ở trong nước, sở dĩ nó không làm lớn chuyện, nó không có tàn bạo như là năm 1975 là do cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đã vận động với quốc tế, đã vận động với quốc hội Mỹ, đã vận động để mà đưa cái lũ tồi bại đảng cộng sản ra quốc tế. Cho nên những cái luận điệu mà những người nào mà ngồi ở trong nước mà phán một câu xanh rờn là những người bên hải ngoại chỉ có biết xúi người dân thôi chứ này kia kia nọ chứ không làm được cái gì. Nếu những người bên hải ngoại họ thờ ơ, họ không lên tiếng thì đất nước Việt Nam chẳng lẽ để cho thằng Tàu cộng vào hay sao? Người dân Việt Nam bị bưng bít thông tin, những báo chí nó toàn là nó lừa bịp như vậy. Người dân có biết một cái gì không? Kể cả ở tại miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, con sông Hậu và con sông Tiền, trái cây quanh năm phù sa, bây giờ nó đem một cái nhà máy giấy vào như vậy. Mà bây giờ người dân ở tại miền Tây có nhiều người vẫn thờ ơ, như vậy những người Việt tị nạn hải ngoại người ta không lên tiếng hay sao? Các bạn ơi, người Việt ở hải ngoại người ta đã biết chế độ đảng Cộng sản Việt Nam tàn bạo. Họ đã dám chấp nhận để mà vượt đại dương. Họ phải bỏ phiếu bằng cái mạng của họ, tức là thập tử nhất sanh. 10 con đường chết, chỉ có một con đường sống. Họ phải lên đơn trên biển cả. Đâu phải người nào cũng được đến bến bờ tự do đâu. Khi mà bây giờ có được cộng đồng người Việt bên hải ngoại, họ phải biết bao gần 2 triệu người dân Việt Nam của mình phải bỏ chôn mình ở dưới sâu đáy biển kìa các bạn. Cả thế giới phải rung động những cái mộ bia, những cái đài tưởng niệm mà nạn nhân của cộng sản là người Việt Nam chết ở trên đại dương, ở trên biển trên 2 triệu người. Để họ mới có được bến bờ tự do ngày hôm nay. Bởi cho nên những nước tự do người ta nhìn những cái hình ảnh đó mà người ta lên án cái chế độ tàn bạo đảng Cộng sản. Bây giờ người Việt Nam đã tị nạn Cộng sản ở bên đây. Các bạn thấy rõ ràng con ông cháu cha của tụi nó đang chuẩn bị qua đây mua nhà, mua cửa, làm quà với những người tị nạn Cộng sản bên đây. Để chi vậy? Để nó muốn mua đồ là bán nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng. Mà những người Việt quốc gia chân chính, những người con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, những người quốc gia chân chính, người ta không thể nào người ta làm như vậy được. Các bạn thấy chỉ có một hai kẻ nào đó can tâm để nhận những đồng tiền của những thằng chó đẻ đảng đỉ để mà bán cái nước Việt Nam cho Tàu. Còn những người chân chính giống như là Lisa, Trang Lê, Mã Tiểu Linh, Thùy Dương, Jenny Trần, hoặc là ở tại Việt Nam có anh Quỳnh Quốc Huy, có anh Vũ Quang Thuận và có một số người ở tại Việt Nam, người ta đứng lên người ta đấu tranh. Đây là những người mà người ta yêu đất nước và yêu dân tộc Việt Nam chân chính. Cho nên các bạn đừng có hèn nhát, đừng có ngồi đó rồi cho rằng là đất nước Việt Nam là của những người hải ngoại này. Buộc họ, vấn đề là kêu bạn là muốn kêu người dân ở Việt Nam làm là phải bỏ tiền bạc ra, là phải, vấn đề là kêu bạn là làm ra để cho này không còn cộng sản thì người Việt hải ngoại về để mà vấn đề là ngồi cai trị. Lisa xin hứa với các bạn ở tại Việt Nam, không còn chế độ cộng sản Việt Nam, Lisa cũng không bao giờ về Việt Nam. Nếu Lisa có về, Lisa cũng muốn làm một người dân bình thường.
Bởi vì đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam, là của các bạn trẻ Việt Nam. Cho nên Lisa để cho cái quyền bỏ phiếu để cho các bạn trẻ ở Việt Nam có đức, có tài, có tự do, có công bằng để mà xây dựng một đất nước Việt Nam. Lisa là một người Mỹ. Lisa có nhà cửa đàng hoàng bên đây, có cơ sở đàng hoàng ở bên đây. Chẳng qua Lisa sẽ về Việt Nam để thăm lại mảnh đất Việt Nam và giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam của mình bớt đi đọa đài mà thôi. Chứ Lisa không mưu cầu chính trị ở tại Việt Nam đâu. Cho nên các bạn phải nên nhớ những lời nói của Lisa như vậy. Còn những người mà người ta ở bên đây, người ta đã từng đấu tranh chống cộng sản, có những người cũng đã đi về thiên cổ rồi. Họ được cái gì? Hoàn toàn không được cái gì cả. Tấm lòng của họ, họ đấu tranh cho tới giây phút cuối cùng để làm cho đất nước Việt Nam sang trang. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là đảng cộng sản sụp đổ hoặc là bây giờ người Việt hải ngoại phải đi về để giật sập chế độ cộng sản, để rồi bắt đầu lên thay thế chế độ cộng sản. Không có cái chuyện đó đâu. Các bạn nghĩ như vậy là đất nước Việt Nam sẽ mãi chìm trong tăm tối. Đất nước Việt Nam bây giờ là của mọi người dân Việt Nam. Các bạn nào sinh ra và lớn lên trong đất nước Việt Nam, Cẩm Tú là đất nước của các bạn. Bây giờ Tàu Cộng tràn lan từ Bắc chí Nam, thậm chí vào trong quân đội, vào trong công an, vào trong dân phòng để mà đánh đập những người con dân Việt Nam thê lương tàn bạo như vậy. Lỗi này không phải lỗi của Lisa, không phải lỗi của những người Việt ở hải ngoại, mà lỗi này là do lỗi của chính những người con dân ở trong đất nước Việt Nam. Lisa và những người Việt ở hải ngoại không trách dân tộc Việt Nam, bởi vì Lisa hiểu rằng người dân tộc Việt Nam đã bị đảng cộng sản Việt Nam kìm kẹp, bưng bít thông tin, dùng nhà tù, dùng nòng súng để cai trị. Cho nên người dân Việt Nam đã quá thờ ơ, không biết được về vấn đề là kêu bằng là cái sự mà tự ái của dân tộc. Một đất nước mà để cho thằng Tàu Cộng qua nó nắm đầu, nó làm chủ để mà nó thuê công nhân Việt Nam, thuê người dân Việt Nam làm. Nếu các bạn là con người Việt Nam, các bạn có tự ái dân tộc hay không? Lisa tự ái chứ. Tại sao Lisa và những người Việt tị nạn cộng sản khi qua đến một cái đất nước tự do đều làm chủ cả, đều có nhà cao cửa rộng, khiến cho người Mỹ, người mà sinh ra lớn lên ở tại Mỹ, họ phải thán phục cộng đồng người Việt ở hải ngoại này. Các bạn thấy biết bao nhiêu người là triệu phú, là cơ sở ở bên Mỹ không? Bao nhiêu người qua bên Mỹ đều là chủ cả không? Người Việt Nam mình đâu có phải là những người Việt Nam hèn yếu. Người Việt Nam mình đâu phải là những người Việt Nam mà chay lười, làm biếng, nhu nhược như vậy đâu. Người Việt Nam mình cũng biết cần cù, cũng biết chịu thương chịu khó. Các bạn nhìn thấy những bà mẹ ở tại Việt Nam, chồng đang nằm bệnh mà cũng kẻo ca kẻo kẹt chiếc gánh để đi bán kiếm tiền về nuôi chồng nuôi con. Nhưng mà cái chế độ nó có ưu đãi cho những người mẹ ở Việt Nam để mà tạo tầng buôn bán vậy không? Hay là ra chợ buôn bán thì nó giật đòn gánh, nó đánh đập, nó tàn nhẫn, nó thuê lương, nó làm cho mất đi cái miếng ăn như vậy? Hỏi thử những thằng trật tự này có phải là người Việt Nam hay không? Người Việt Nam tại sao lại tàn bạo với người Việt Nam như vậy? Người Việt Nam tại sao lại cướp cái miếng ăn của người Việt Nam, lại đánh người Việt Nam, lại giết người Việt Nam như vậy? Cho nên đã đến lúc các bạn tại Việt Nam, dân tộc tại Việt Nam, các bạn phải nên triệu người như một, phải nghe lời nói của Lisa mà phải hành động. Dẫu ta có chết đi, sau này ta cũng là con rồng cháu lạc, nguyện một ngày nào đó ta sẽ trở về để quang phục đất nước Việt Nam. Lisa không tin rằng đất nước Việt Nam linh thiêng, những cái vua hùng của chúng ta linh thiêng như vậy mà lại để cho đất nước Việt Nam, cho đảng cộng sản lại bán cho thằng Tàu Cộng như vậy. Cho nên Lisa nhận được những cái bản tin, những cái dòng mà những người ở Việt Nam đưa qua cho Lisa, Lisa rất là buồn.
các bạn đã vô tình làm cho trái tim của Lisa nó bị nhói đau. Lisa ở bên đây 10 giờ Lisa mới mở cửa tiệm làm ăn, mà chỉ có 7 giờ Lisa phải lật đật ngồi dậy để vệ sinh cá nhân, để mà ra đây chuẩn bị lên chương trình 8 giờ bên đây, là nó trùng với 8 giờ ở Việt Nam. Lisa không dám mà vấn đề như người ta mở 11 giờ cũng được, nhưng mà vì thông cảm biết người dân Việt Nam buông gánh tạo tần, cái giờ đó họ sẽ ngủ sớm, bởi vì dân tộc Việt Nam họ phải thức khuya dậy sớm để tạo tần buôn bán, sợ người dân Việt Nam không nghe được tiếng nói của Lisa. Cho nên Lisa chọn cái 8 giờ, để cái giờ đó là cái giờ mọi người đã sum họp cùng với gia đình sau bữa cơm tối, bữa cơm chiều, để nghe chương trình của Lisa rồi ngủ đi, để tiếp tục cho một cuộc sống ngày mai. Chứ Lisa hoàn toàn không bao giờ cần bất kỳ một cái điều gì ở tại Việt Nam. Các bạn thấy, ở tại Việt Nam trên 90 triệu người dân Việt Nam, có người nào trả công cho Lisa được một đồng xu cắt bạc nào không? Thế mà tại sao Lisa và mọi người vẫn bỏ thời gian công sức lên đây để nói? Nói bởi vì nhìn thấy quê hương Việt Nam đang ngập chìm, đang đau khổ, đang thê lương. Lisa cũng là người Việt Nam, cũng nói tiếng Việt Nam. Lisa đâu thể nào mà vấn đề để cho những thằng Tàu cắm vào đóng vai làm trật tự để đánh những người dân yêu nước của mình phải máu đổ lệ rơi như vậy đâu. Cái tình tự dân tộc, cái tự ái dân tộc Lisa có mà. Khi mà qua bên đây mà hỏi Lisa là người nào, Lisa hãnh diện là người Việt Nam, là người tị nạn cộng sản. Mọi người đều thán phục, bởi vì người Việt tị nạn cộng sản họ không ngờ rằng là phải vượt bậc như vậy. Các bạn thấy những nhà khoa học, những người thành đạt ở bên đây như thế nào? Liệu họ có còn mong muốn gì ở tại Việt Nam không? Lisa nói thật với các bạn trẻ ở tại Việt Nam nha. Dù cho chế độ cộng sản có sụp đổ rồi, nếu mà các bạn có xây dựng cũng nhờ những người Việt hải ngoại này xây dựng, mà xây dựng rồi thì phải mất 50 năm nữa đất nước Việt Nam mới trở lại thiên nhiên đàng hoàng. Các bạn thấy Formosa nó xả thải như vậy, 100 năm sau cá mới có thể sống được. Chứ đâu phải một xóm một chiều bây giờ ngủ ngày hôm nay ngày mai về là Việt Nam nó trở lại đàng hoàng đâu. Bây giờ nhà máy giấy ở tại Hậu Giang nó xây dựng lên như vậy, nếu mà nó phá hủy cái vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi thì Lisa cam đoan với các bạn 100 năm sau cũng không lấy lại được sự tự nhiên của miền sông nước. Bởi vậy Lisa rất là đau lòng. Nếu đảng Cộng sản là người Việt Nam, Lisa không kêu gọi các bạn phải thanh trừng, phải sát cộng. Nhưng mà bởi vì thằng chó đẻ đảng Cộng sản bây giờ nó trà trộn thằng Tàu Cộng vô. Cho nên đối với người Việt quốc gia của chúng ta là phải diệt trừ những kẻ thù, nội thù và ngoại thù. Cho nên các bạn ở trong nước Việt Nam, các bạn phải nên nhớ kỹ rằng vai các bạn đang gánh trọng trách. Bởi vì các bạn sẽ lập gia đình, sẽ sanh con đẻ cái. Các bạn muốn con các bạn sau này để cho những thằng Tàu nó cai trị không? Các bạn muốn cho con của các bạn đi vào trường học những cái điều láo xược để tôn thờ một thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng không? Các bạn có muốn rằng là thế hệ con cháu các bạn phải mãi làm nô lệ cho thằng Tàu không? Tại sao đất nước Việt Nam cũng có những người tài giỏi mà bây giờ không ai làm ăn, không ai mở hãng xưởng, phải để cho thằng Tàu Cộng vào mở hãng xưởng để nó làm cha, nó làm ông cố nội mà nó thuê tuyển những người dân Việt Nam. Cái tự ái dân tộc nó nằm ở cái chỗ này đó. Tại sao Lisa ở bên Mỹ này, người Việt bên Mỹ này lại mướn những thằng Mỹ, những người trước đây là kêu bằng là Tàu Cộng đi làm cho mình được? Lũ Tàu Cộng qua bên đây gặp mặt Lisa sợ hơn sợ cọp. Không dám hó hé mất dạy với Lisa. Nhà hàng Tàu nó đối diện với tiệm của Lisa. Lisa thù quá cái vụ mà nó kéo giàn khoan. Lisa nói với khách đó là tụi Tàu nó tốt chuyên môn, nó để thịt mèo với thịt chó ở trong nhà hàng nó nấu cho tụi bé ăn. Tụi Mỹ mà một đồn 10, 10 đồn trăm.
bắt đầu là kêu bằng nó qua, nó xì xào lọt tới tai của tụi tao, nó bắt không được, nó qua nó phải đứng, nó rơi nước mắt, nó khóc, nó năn nỉ Lisa. Nó nói tao không có ưa chế độ cộng sản, mày làm ơn mày nói đó cho mọi người vào ăn của tao đi, chứ bây giờ mày nói vậy là chết tao rồi. Trời ơi, tao quỳ tao lại mày Lisa ơi. Lisa thấy tội nghiệp quá, khi nó nói như vậy nó không phải là người cộng sản, nó đã tị nạn cộng sản, thì bắt đầu Lisa mới nói ngược trở lại để kêu khách trở lại để mà ăn đồ của nó. Các bạn thừa hiểu cái miệng của Lisa mà. Một khi Lisa mà đã nói rồi thì kể như từ thân bại cho tới danh liệt. Tại sao mà người Việt của mình đi đến một cái đất nước mà đất nước này đâu phải là sanh đẻ Lisa ra, mà Lisa đã thành công ở đất nước này. Lisa đã ngồi trên bao nhiêu người. Những người sanh đẻ ở bên đất nước này mà họ còn chưa mua được một căn nhà, họ phải mà ở nhà mướn nhà trọ. Mà người Việt của mình là đều mua những căn nhà, đều là chủ những căn nhà, thậm chí còn mua những cái vấn đề là cái bằng là chung cư để cho người ta thuê mướn nữa. Ở Việt Nam cũng vậy. Người Việt Nam mình chịu khó, chịu thương, chịu cần cù, chịu lao động lắm. Nhưng tại sao bây giờ các bạn lại nghèo? Tại sao bây giờ các bạn phải đi làm nô lệ? Tại sao bây giờ các bạn phải đi làm cu ly? Tại sao bây giờ các bạn phải đi làm đĩ cho các nước? Là bởi chế độ chó đẻ thằng cộng sản, cái chế độ phản nước, cái chế độ khốn nạn, cái chế độ mất dạy, nó làm cho dân tộc Việt Nam như vậy đó. Cho nên Lisa mong rằng chương trình ngày hôm nay, Lisa mong mỏi các bạn ở Việt Nam đừng lấy đó làm run sợ. Những cái tát, những cái đấm của những thằng chó đẻ trật tự Tàu Cộng, đừng run và đừng sợ. Hãy nuốt hận vào trong lòng, hãy nuôi hận thù ở trong lòng và phải chờ ngày báo thù. Các bạn báo thù không được ngày hôm nay, cũng phải chờ cơ hội ngày hôm sau để báo thù. Giết không được những thằng trật tự, cũng tìm cơ hội gặp những thằng khách du lịch là Tàu Cộng, giết chết mẹ mày ngay, để cho đảng cộng sản biết, cho tụi Tàu Cộng biết, người dân Việt Nam không phải để cho tụi bay đánh đập. Mày đánh một người dân Việt Nam rớt máu thì mạng chó của tụi Tàu Cộng của tụi bay phải bị nằm thê thảm chết ở tại đất Việt Nam. Cho nên các bạn đừng run và đừng sợ. Hãy nên, Lisa mong cho họ đánh các bạn như vậy đó. Mặc dù nó đau như vậy đó, nhưng mà không đau bằng ở trong lòng. Lisa nhìn thấy các bạn bị đánh, nhìn thấy các bạn bị đàn áp, bị khiêng đi như là heo, như là gà như vậy. Trái tim Lisa nhói lắm. Nhưng mà Lisa phải biến đau thương để trở thành hành động. Lisa mong rằng qua cái chương trình mà khai dân trí tối đêm nay, các bạn phải nên hành động cho Lisa. Bất kỳ cơ hội nào thì nó cũng phải bị sơ hở. Đảng Cộng sản không thể nào có đủ tiền để mà cho phong ngờ ngăn chặn khi mà chúng ta đã có thủ đoạn để mà phá sạch, đốt sạch, giết sạch được. Chỉ cần một cơ hội tích tắc như một tia chớp, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lisa mong rằng nhận được những nguồn tin vui. Những người nào, những người dân mà bị chúng cướp đất, cướp nhà, hãy nên chuẩn bị hành động nha. Nếu là Lisa thì mày chết mẹ mày với Lisa liền. Xe ủi đất mày vừa lù lù chạy vô, tao đã gài sẵn mìn, tao bấm một phát một tao nó nổ. Còn bằng không là tao giả bộ, tao ngụy trang, tao đào hầm xong rồi bắt đầu là tao để tre rồi kia lên, tao rắc mẹ lên cho mày chạy, mày sụp mẹ nó cái xe cần cẩu của mày ở dưới, khỏi móc đầu lên. Cướp đất của tao rồi mà mày bán cho thằng Tàu Cộng, thằng Tàu Cộng ở không có yên đâu. Tao sẽ giết sạch, tao sẽ phá sạch, tao sẽ đốt sạch. Người dân Việt Nam không đủ can đảm làm. Bởi cho nên cái hiện trạng mà cướp đất rồi bắt đầu là kêu bằng là cướp của, cướp tài sản các bạn sẽ xảy ra dài dài. Lisa thấy rõ ràng trong cái video ở tại nhà thờ Đức Bà.
Một thằng giả bộ trật tự Tào Cẩm tới đẩy một người lên, anh này không lên thì ba bốn thằng ở tứ xứ ở trơn, tức là nó loãng ra để nó ùa lại như một bầy bò. Thì chúng ta cũng loãng ra y như vậy, phải dùng chiêu gậy ông để đập lưng ông. Phải làm cho đảng Cộng sản và thằng Tào Cộng không có một ngày yên bình. Và những người đi xuất khẩu lao động hoặc là đi làm nô lệ ở xứ người đã biết rồi, hãy nên về Việt Nam cũng phải âm thầm mà làm như vậy. Có nhiều bạn ở tại Việt Nam nhìn đất nước như vậy, bây giờ ai cũng đang tìm đường để bỏ chạy tán lạc hết. Để lại Việt Nam toàn là những người già, những người phụ nữ, những người bà già, ông già, thanh niên bỏ chạy đi mẹ. Thằng Tàu nó ngồi nó cười bên kia, bởi vì nó lấy nước Việt Nam dễ quá mà. Bây giờ cái thành phần rường cột của đất nước Việt Nam không còn ai nữa, thì nó qua nó lấy mấy hồi, nó đầm quá mấy hồi. Các bạn thấy một cái sự ngang ngược mà người ta cầm vấn đề là phản đối Formosa thải chất độc mà nó chụp mũ cho người ta là phản động. Các bạn nghe những cái lời nói chân thật của Lisa thì nó cho rằng là nghe lời của những thế lực thù địch phản động. Nó muốn các bạn không nghe lời của Lisa để cúi đầu cho nó vào, nó làm ông làm cha các bạn. Nó lấy nhà lấy đất các bạn, rồi tiếp theo là nó diệt chủng các bạn. Ở bên đây người Việt ở hải ngoại hả, người ta sống gần cả trăm tuổi, người ta không bị bệnh như chỉ có bệnh già chết thôi. Ở Việt Nam mới 20 tuổi còn săn sẵn bị bệnh ung thư nằm, ta nói hả chết. Các bạn thấy cái chuyện đó đau không? Cho nên Lisa mong rằng các bạn ở Việt Nam hãy bình tâm mà suy nghĩ, đứng ở trên bờ nhìn ra dòng sông để thấy được dòng sông nó bị ô nhiễm, nó cuốn những thứ rác rến như thế nào, mới cảm thấy được cuộc đời của mình nó giống y như vậy đó. Nó sẽ bị đau khổ, nó sẽ bị dơ bẩn, rồi nó sẽ bị chết như vậy đó. Đừng có ngồi đó mà ích kỷ nhỏ mọn, mà nghĩ rằng là Lisa lên chương trình nói như thế này để Lisa về Việt Nam làm bà tổng thống, làm ông tổng thống, làm thủ tướng. Lisa xin thưa với các bạn, đất nước Việt Nam lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam xong rồi, Lisa không tham gia vào bất kỳ một chính trường nào, mà Lisa sẽ an tâm để mà tịnh dưỡng, phải đọc kinh niệm Phật để giải bớt cái quan nghiệp của mình. Bởi vì cái khẩu nghiệp của Lisa một khi mà lật đổ một cái chế độ ma quái rất là nặng, cho nên Lisa phải tu tâm tích đức để trở thành một con rắn kiếp sau nữa, để mà báo thù những thằng chó đẻ đảng đi. Chứ Lisa không có tham gia vào chắc chắn đâu, các bạn yên tâm. Ngay cả Lisa núp sau rèm, Lisa cũng không muốn để mà chắc chắn nữa cơ mà. Bởi vì đất nước Việt Nam là của các bạn tại Việt Nam, là của tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn nên nhớ như vậy nha. Chứ đừng có nghĩ rằng là đất nước Việt Nam là của Lisa, Lisa phải có trách nhiệm để đi về, để mà lật đổ Cộng sản. Kêu tụi tôi làm là phải, vấn đề là kêu bằng là đưa tiền, đưa bạc, tụi tôi làm. Còn không đưa thôi tôi không làm, để cho Cộng sản nó lấy luôn, để cho Cộng sản nó bán nước Việt Nam luôn. Lisa đâu có mất cục thịt nào, Lisa đâu có ăn đồ độc đâu. Các bạn thấy ngay cả con tôm, con cá bây giờ ở Việt Nam, Mỹ nó còn không đem qua bên đây nữa, lấy gì người Việt ở hải ngoại này ăn trúng đồ độc. Các bạn ở Việt Nam ăn đồ độc thôi. Ở bên Mỹ này tôm cá bên Mỹ đầy nhóc, ở bên đây của Thái Lan đem qua đây đầy nhóc. Ở bên đây đâu cho đem đồ của Việt Nam qua nữa đâu. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Vậy cho nên Lisa tóm lại chương trình tối đêm nay, Lisa mong rằng các bạn phải hành động để mà diệt trừ những thằng chó đẻ Tàu Cộng. Tức là chia thành 3, thành 4, thành 5. Người nào mà bị Cộng sản, là nạn nhân của Cộng sản bị đánh đập, phải báo thù cho Lisa. Đến giai đoạn này phải báo thù, phải đốt sạch, phải phá sạch, phải giết sạch, để mà trả thù cho cái chuyện mà đánh đập người dân biểu tình bất bạo động và cướp tiền, cướp điện thoại của người dân. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chúc các bạn tại Việt Nam chân cứng đá mềm. Chúc các bạn Việt Nam có một lá gan bằng thép,
có một trái tim bằng sắt, có một ý chí kiên cường và có một vấn đề là kêu bằng là dũng mãnh, gan dạ để phải đấu với đảng cộng sản, phải báo thù cho Lisa, phải làm cho cộng sản biết được, làm cho bộ tàu cộng biết được người dân Nam không thể khuất phục chúng mày. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả các bạn. Lisa chờ đợi những tin vui khi mà một con chó mà vấn đề là trật tự nào chết, để Lisa cầu siêu cho nó, để Lisa gọi hồn nó lên chửi chết cha, chết con gái mẹ nó. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại chương trình ngày mai.